Xin chào quý vị các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các bạn hình ảnh mới nhất của phân khu san hô và phân khu Chà La. Và trên màn hình chính là những hình ảnh mới nhất của phân khu san hô. Phân khu san hô của dự án Vinhomes Super 2 dưới Empire nằm dọc theo công viên biển tàu sóng Royal Wave Park. Đây là một trong những vị trí đẹp nhất của khu đô thị Vinhomes Super 2 dưới Empire, bởi vừa nằm tiếp giáp trục đường san hô 51m, trục đường huyết mạch của khu đô thị, kết nối trực tiếp với đường vành đai 3.5 rất tiện lợi để kết nối ngoại khu. Vừa nằm kế bên công viên biển tạo sóng Royal Wave Park, một trong những đại kỳ quan của khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 Empire, Hưng Yên. Tại phân khu san hô, chỉ với vài phút di chuyển, bạn sẽ được trải nghiệm những hạng mục tiện ích biển độc đáo của công viên Royal Wave Park như biển tạo sóng 5,4 hectare, hồ nước mặn Laguna 9,3 hectare, công viên cát Sandy Park 1 hectare, vịnh trượt nước sắc màu, nhà hàng Pacific. Chính những tiện ích biển độc đáo này đã góp phần tạo nên sức hút lớn, khiến phân khu san hô trở nên khác biệt hẳn so với các phân khu khác tại Vinhomes Ocean Park 2 Empire. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ảnh mới nhất của phân khu Chà La. Phân khu Chà La toàn lạc trên đường đại lộ Ngọc Trai rộng 51m phía nam khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 Empire. Lợi thế lớn nhất của phân khu Chà La là nằm ở vị trí biệt lập, cách biệt hẳn so với hai tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, vành đai 3.5 nên sẽ không bị ồn ào như một số phân khu khác. Đồng thời kết nối giao thông nội và ngoại khu của phân khu Chà La cực kỳ thuận tiện. Khi nằm trên trục đại lộ Ngọc Trai 51m, một trong những trục đường chính của khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 Empire. Bên cạnh đó, phân khu Chà La còn nằm ngay bên cạnh khu trường học Vinschool, bao gồm đầy đủ các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đây là lợi thế rất lớn đối với các gia đình có con nhỏ đang trong độ tuổi đến trường. Phân khu Chà La sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các khách hàng yêu thích lối sống riêng tư, biệt lập, đầy đủ tiện ích, dịch vụ và tài chính vừa phải. Và trong thời gian ngắn nữa thôi thì phân khu Chà La cũng như phân khu san hô sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên tới những khách hàng, những chủ nhân tương lai tại đây. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về bất động sản. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.